Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái mẫu khẩu trang bằng vải, và nó đặc biệt ở chỗ là nó có cái gọng để cho ôm sát với khuôn mặt của mình, dành cho những cái người mà thường xuyên phải đeo kính đó các bạn. Do mình thấy là những cái người mang kính có một cái khuyết điểm là mang khẩu trang thường hay bị thở, hơi thở của mình làm cái mờ cái kính đó các bạn. Cho nên mình thấy nó bất tiện, và hôm nay mình thử mình làm cái này mình thấy nó hay và hiệu quả, cho nên mình chia sẻ với các bạn nè. Đối với nguyên vật liệu để làm ra được chiếc khẩu trang này á, thì đầu tiên là mình phải chọn vải. Vải nó bằng cô tông thì càng tốt các bạn. Chúng ta có thể tận dụng những cái loại vải ở nhà có sẵn để mình may cái khẩu trang này cũng được. À, một mảnh vải hình chữ nhật, nó có diện tích là bề ngang 25 cm, bề dài là 36 cm, và hai cái cọng thun tròn để làm cái tay, cái quai đeo vô lỗ tai các bạn. Một cọng kẽm nhỏ, một cái kéo, một cây viết, một cây thước. Đầu tiên là mình sẽ gấp đôi cái mảnh vải hình chữ nhật lại với nhau. Và sau đó mình sẽ chia mảnh vải này ra làm bốn bốn phần bằng nhau. Ở đây mình gấp đôi lại lần thứ hai, gấp đôi lại lần thứ ba để mình có một miếng vải cũng hình chữ nhật như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cây thước và cây viết để mình đo bề ngang là 32 cm, bề dài là 3 cm, để mình kẻ một cái đường thẳng như thế này. Đây, tương tự mình làm bốn góc luôn các bạn, bốn góc hết. Bề chiều cao từ dưới đo lên là 3, còn bề ngang là 2. Các bạn sẽ dùng thước để kẻ một cái đường như thế này. Rồi, tương tự cái góc thứ ba, mình bề ngang là 2, bề dài là 3, chiều cao là 3. Rồi, mình cũng kẻ một đường. Tương tự, còn lại, góc còn lại, mình sẽ cho lên 3, bề ngang 2. Rồi mình kẻ. Như vậy mình đã vẽ xong bốn cái đường thẳng này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình may dằn lên bốn cái đường này các bạn. Mình may bốn góc ở bốn góc. Này, các bạn nhìn cái sơ đồ màu đỏ, cái mũi tên màu đỏ là cái đường đó chúng ta phải may đó các bạn. Giờ mình tiến hành mình may. Sau khi mình may xong thì mình sẽ tiến hành ủi. Ở đây chúng ta may xong, chúng ta banh cái mảnh vải của mình ra. Mình banh hết cái miếng vải bự của mình ra, rồi mình đè xuống để mình làm thành một cái nếp. Sau đó mình đặt bằng ủi lên và mình ủi để cho có cái nếp các bạn. Tương tự như vậy mình cũng làm bên kia. Chúng ta làm thành hai cái nếp. Sau đó mình sẽ gấp miếng vải lại như thế này nè các bạn. Mình gấp đôi miếng vải lại. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ tiến hành đặt một cái cọng kẽm vô giữa giữa mảnh vải này để cho mình tạo cái dáng cho cái khẩu trang đó các bạn. Cái miếng kẽm này nó sẽ nằm ở trên phần mũi của mình khi mình đeo. À,
Bây giờ nếu mà các bạn may được thì càng tốt, còn không thì bây giờ các bạn sẽ dùng kim để bạn ghim lại cái miếng kẽm này, rồi sau đó mình sẽ may. Mình dùng kim ghim lại. Bây giờ mình may một cái đường nối cái miếng vải này nó dính lại với nhau các bạn. Là may cho nó dính miếng vải lại với nhau. Rồi. Bây giờ cái đường mà có miếng gọng kẽm hồi nãy mình cố định bằng kim ghim, bây giờ mình sẽ may dằn lên một đường may ở chỗ này các bạn. Tuy nhiên chỗ này nó hơi khó may một chút là nó có kim, cho nên mình may chậm chậm thôi, may cẩn thận từ từ, mình may tới đâu mình gỡ kim ra tới đó. Các bạn lưu ý nha, mình cẩn thận chỗ này một chút. Sau khi mình may xong hai đường gỡ kim hết rồi thì mình sẽ lộn ra bề phải của vải các bạn. Chúng ta sẽ kéo cho nó căng ra, chúng ta lộn, chúng ta miết những cái đường chỉ cho thật là cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta để cái cọng thun lên và chúng ta cuốn nó lại như thế này. Và mình sẽ bắt đầu dằn lên một đường may. Lưu ý là chúng ta đừng dằn lên cái cọng thun nha các bạn chừa ra một khoảng để mình có cái độ kéo ra kéo vô cọng thun được. Rồi mình tương tự như vậy mình may hai đầu với hai cọng thun hai bên luôn. Sau khi mình may xong rồi á các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cột hai cái đầu thun lại với nhau. Mình cột lại cái chỗ này á, là mình có thể linh động, đối với những người mà có cái khuôn mặt to thì mình có thể làm cái sợi thun nó dài hơn một tí, hoặc
hoặc là đối với những trẻ em hoặc là người có gương mặt nhỏ thì mình có thể là làm sợi thun này ngắn lại một chút. Ở đây mình làm 22 cm là mình đã trừ hao rồi đó các bạn. Sau khi mình cột xong rồi á các bạn, thì bây giờ mình tiến hành mình giấu cái mối cột này lại. Mình sẽ kéo kéo cho cái mối cột này nó chui vào bên trong của đường may á, hai đầu luôn, mình sẽ giấu hai đầu. Như vậy là mình đã làm xong chiếc khẩu trang có cái gọng ở trên mũi rồi đó các bạn. Đây là chiếc khẩu trang mình rất là ưng ý bởi vì nó rất là thoải mái và mình đeo mình không có bị cái hơi nó phà lên đó các bạn. Cho nên là mình thấy là nó rất là dễ chịu. Các bạn có thể bắt tay vào làm thử xem nào. Chúc các bạn thành công nha. Sau khi giặt sạch rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc khẩu trang này để đi ra ngoài đường các bạn. Rất là đẹp các bạn.